Xin chào các khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đặt lên bàn cân chiếc đồng hồ Hublot Spirit ở Big Ben King Gold Pave 42mm, bước tiếp nối của thành công, để xem là em nó có gì đặc biệt nhé. Khi mà Big Ben đang còn là bộ sưu tập biểu tượng thì ít ai ngờ tới việc Hublot sẽ tiếp tục tung ra một bộ sưu tập mới mang tên là Spirit of Big Ben. Cùng có chữ Big Ben, những chiếc đồng hồ mới của năm 2014 thể hiện rõ tinh thần thể thao từ dòng đồng hồ Hublot Big Ben nổi danh cùng triết lý sáng tạo Art of Fusion xuyên suốt đi kèm với bộ vỏ tenille lạ lẫm và khác biệt. Spirit of Big Ben gồm có những chiếc đồng hồ được xây dựng theo công thức hiện đại đương thời với nghệ thuật cơ khí truyền thống cuốn hút, dưới ngôn ngữ chế tạo riêng từ thương hiệu Hublot. Một lần nữa, nguyên tắc hợp nhất vẫn được sử dụng làm nền tảng để tạo nên từng thiết kế trong dòng đồng hồ Spirit of Big Ben, táo bạo và nổi bật. King Gold, một loại vàng sở hữu 5% Platinum, chính là vật liệu cốt lõi để tạo nên bộ vỏ của thiết kế đồng hồ Hublot Spirit of Big Ben King Gold Pave 42mm ngày hôm nay. So với Everos của Rolex hay là vàng hồng từ Richard Mille, màu King Gold nhiều sắc đỏ hơn và khá giống với Everos nhà Rolex do có thêm hàm lượng platinum ở trong đó. Bộ vỏ từ King Gold sẽ giữ được màu tốt hơn so với vàng hồng thông thường, điều mà mọi khách hàng đều mong muốn ở một chiếc đồng hồ đeo tay. Mẫu đồng hồ ngày hôm nay hiện đang có mặt trên catalog chính hãng thuộc dòng 42mm, khoảng cách giữa hai bên tay đồng hồ từ góc 3 đến 9 giờ, cho nên nó được gọi là thuộc dòng 42mm. Nhà sản xuất có cung cấp cả phiên bản 45mm, thế nhưng theo đánh giá trực quan thì cỡ 42 hiện tại đã rất kén cổ tay người Việt, tay đường kính 18mm thì sẽ vừa vặn hơn. Nếu bản 45mm của phiên bản này sẽ còn khó đeo hơn, tuy nhiên, nếu như mà so với một phiên bản đồng hồ tròn đường kính 42mm thì chiếc Spirit of Big Ben với dáng vỏ hiện tại sẽ vừa vặn hơn. Chiều 48mm đã được chế tạo vát cong nhẹ để có thể ôm cổ tay nhiều hơn. Lớp đáy cuối cùng là vàng King Gold được đánh bóng phần cạnh bên, ép chặt lớp nhựa tổng hợp màu đen, đảm bảo khả năng kháng nước của đồng hồ ở mức 100m. Không khó để nhận ra, cấu trúc xếp tầng trên chiếc Spirit of Big Ben hiện tại và nhiều mẫu đồng hồ khác trong bộ sưu tập lấy từ thiết kế của những chiếc Big Ben nguyên bản. Bộ vỏ sandwich đã trở thành tuyên ngôn của dòng đồng hồ Big Ben nói riêng và của cả thương hiệu Hublot nói chung. Chính bộ vỏ trở thành điểm cuốn hút của đồng hồ Hublot và nhiều người không ngại bày tỏ rằng khi mà họ tìm mua Hublot phần lớn là nhờ thiết kế táo bạo, hầm hố của bộ vỏ, của núm vặn cỡ lớn từ những chiếc đồng hồ. Với những phiên bản Spirit of Big Ben thông thường thì vành bezel và càng nối dây sẽ trơn tru, để từ đó giới mộ điệu nhìn ngắm được bề mặt trải xước trên chiếc đồng hồ cùng 10 đinh ốc tròn hình chữ H xuất hiện tại mặt trên của bộ vỏ. Tuy nhiên với thiết kế hiện tại thì nhà sản xuất đã bố trí số lượng lớn kim cương trên đó, phục vụ những khách hàng yêu thích vẻ đẹp lấp lánh của thứ vật chất cứng nhất hành tinh này. Có 156 viên kim cương, xấp xỉ 0,89 carat có mặt trên vỏ giữa đồng hồ và càng nối dây, và 164 viên kim cương 0,9 carat được sắp đặt trên vành bezel đồng hồ. Là một chiếc đồng hồ chronograph, hai nút bấm hình chữ nhật cỡ lớn đã được đệm bởi chất liệu bí mật màu đen để tránh vấn đề trơn trượt khi sử dụng. Bởi bộ vỏ có dáng tenille cho nên mặt số bên trong cũng có kiểu dáng thủng tương tự. Mặt số có thêm không gian để thể hiện các chức năng cần có nhiều hơn như cọc chỉ giờ bằng vàng hồng và bộ kim đều được làm cỡ lớn để không bị che khuất bởi những chi tiết vốn thể hiện theo phong cách skeleton. Hublot đã sử dụng chính bộ máy cung cấp năng lượng bên dưới để làm mặt số đồng hồ. Các phần khung đỡ đã được lược bỏ tối đa để thể hiện một mặt số mang đậm phong cách thể thao. Tuy mang dáng vẻ mạnh mẽ, song mặt số skeleton luôn có nhược điểm là tính dễ nhìn. Để khắc phục điều đó thì các nhà thiết kế của Hublot đã cố gắng sử dụng tông màu đỏ bắt mắt trên nền xám và đen của các chi tiết máy. Như đầu kim chronograph đặt tại trung tâm, vạch kẻ phút và chấm đếm giờ trên hai mặt số phụ góc 3 cùng 6 giờ. Vòng hình thang báo ngày cùng vạch kẻ phút ngoài rìa mặt số đều được sơn màu đỏ. Hơn hết thì các cọc chỉ giờ cùng tổng số 3 cây kim dáng mút chỉ bên trong mặt số đều có phủ chất phát quang Superluminova với màu trắng dễ nhìn. Hiện thời thì Spirit of Big Ben đã được Hublot ưu ái với việc tích hợp thêm nhiều tính năng phức tạp hơn, ví dụ điển hình là lịch tuần trăng và lồng tourbillon. Bên trong đó luôn là những bộ máy đáng tin cậy được cung cấp bởi tập đoàn mẹ LVMH, không nằm ngoài truyền thống đó, cung cấp năng lượng cho mẫu đồng hồ Hublot Spirit of Big Ben King Gold Pave 42mm chính là bộ máy có nền tảng là máy Zenith El Primero,
gõ 36.600 nhịp trên một giờ, đạt chuẩn chính xác cao. Nhắc tới tính năng chronograph thì máy El Primero chính là một huyền thoại trong làng đồng hồ cơ học. Có nguồn gốc từ năm 1969 và đến giờ thì vẫn luôn giữ vững phong độ. Bộ máy này đã được biến đổi về để phù hợp với chiếc đồng hồ Spirit ở Big Bang hiện tại. Sau khi được thay thế và biến đổi vài chi tiết, bộ máy mới có tên là HUB4700, gồm có 278 chi tiết, 31 chân kính và có thể hoạt động trong khoảng 50 giờ đồng hồ bền bỉ. Đi kèm với cỗ máy Spirit ở Big Bang Chronograph 42mm, Uplow sử dụng dây đeo truyền thống gồm có hai chất liệu quen thuộc là mặt da cá sấu màu nâu, trong khi mặt bên trong từ cao su tổng hợp đảm bảo sự thoải mái và chống mồ hôi. Và đó là những điều thú vị mà Gia Bảo Luxury muốn gửi tới các khán giả trong video ngày hôm nay về cỗ máy thời gian Uplow Spirit ở Big Bang King Gold Bave 42mm ngày hôm nay. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury để cùng chúng tôi cập nhật những mẫu đồng hồ hot nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!